Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu chung kết trong giải đấu đầu tiên giữa cặp đôi Nghệ An và Hà Nội. Tỷ số đó là 2 đều dành cho chia đều giữa cả hai bên. Và đây là màn hình máy của game thủ Black Minoan. Tham Lai là 12 trên 16, Katarian là quân của game thủ số 1. Thế này thì Katarian chỉ có cái nước là đánh chém để cho Black lên cung. Các anh cần phải rút kinh nghiệm trận thi đấu trước. Nếu như nhà Minh Oan có thế thì anh hoàn toàn có thể thủ phù lên thẳng cung A. Không việc gì phải đánh, phải đóng một cái L làm gì cho nó mất lực. Như trận thi đấu hơi lãng phí của game thủ bên phía Nghệ An. Vâng, nhưng mà dường như trận thi đấu này tôi đã nhìn qua nhà game thủ Black. Hoàn toàn không có thế để đánh cung. Hầu như là không có cánh rừng nào, nhà lại ở dưới dốc. Hơi khó dành cho game thủ Black rồi. Sẽ lại là một trận đấu mà anh buộc phải đánh chém và sau đó là... À không, nhà thế này thì cũng vâng, nhà thế này thì không có rừng thôi, nhưng mà có rất nhiều đê. Nhà không có rừng nhưng có đê như thế này cũng ok thôi. Tuy nhiên không có rừng thì cái việc lượng gỗ thiếu của Black tất nhiên là điều sẽ chắc chắn sẽ xảy ra. Và anh sẽ làm những thế bài gì bây giờ? Nếu như không có gỗ thì cũng không thể bo được nhà và đóng BA. Phải chăng No 1 sẽ là người bơm gỗ cho game thủ Black? Chúng ta cùng chờ đợi xem. Nhà của Black thì có rất nhiều đồ ăn rồi. Nhưng mà vẫn cần phải đồ ăn thêm, nếu không thì Black sẽ không thể lên được đời với chỉ từng này đồ ăn. Một bầy hươu 6 con và một con voi ở nhà. Tham Lai đang là 24, 20 trên 24. Còn đây là màn hình máy của game thủ No 1. Có quá nhiều voi và hươu dành cho game thủ No 1. Và trận đấu lại tiếp tục là cực kỳ rực rỡ dành cho anh đây. Ở trận đấu trước anh cầm cho son đánh chém bay nhà Hitty của em bé. Và sau đó là lao thẳng vào nhà của game thủ Van Lớp. Vâng, chém như lên đồng, như Lê Văn Luyện luôn. Không còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa. Vâng, chém mà như theo cái kiểu là game thủ em bé còn chưa kịp thở ra thì em bé đã nằm xuống mất rồi. Một cái chết êm ái dành cho game thủ em bé. Rõ ràng là không có một cái tí cửa bật nào cho game thủ em bé trong trận đấu đó. Khi mà game thủ No 1 cũng như là game thủ Black có nhà quá giàu và lên đời cực sớm. Và bây giờ là cũng là một trận đấu mà game thủ No 1 kích đời trong đầu 7. 7 phút 58 với 23 nông dân Katarian. Cắt dần ra, đóng một chiếc bé chay để ăn ba con hươu này. Hơi đen, hơi tù dành cho game thủ No 1, một bé hươu 4. Anh đã phá ra tan nát, nhưng bây giờ thì lại phải thu về. Vâng, tiếp tục là lùa hai con hươu đi. Hai con hươu về với chiếc bé đầu tiên. Anh đang tiết kiệm từng chút thực một. Dường như là một trận đấu lên đời lực cũng không có quá khỏe để cho game thủ No 1. Và một trận đấu mà đánh với 23 nông dân. Đồ ăn là vừa đủ. Và No 1 cũng sẽ không thể khỏe trong trận thi đấu này. Cùng lắm cũng sẽ có một con ngựa giò. Nếu như anh cố dặn ra thì cũng sẽ được một con giò công giáp đầy đủ. Tuy nhiên thì nếu như thế thì lên đời 3 anh cũng sẽ chỉ sóc được một lờ đều thôi. Còn đây là màn hình máy của game thủ Black, đánh lờ thủ hợp lý. Vâng, có cần phải thủ hay không? Một trận đấu mà anh cần phải soi tham. Nếu như mà các game thủ bên phía Hà Nội lên đời muộn như trận đấu trước thì không cần phải thủ gì, chém chết luôn cũng được. Kích đời 8 phút 30 với 23 nông dân Minoan. Vâng, một trận đấu chém cống hiến của game thủ Black. 23 nông dân thì hoàn toàn anh sẽ không có ý định gì mà lên cung A cả. Rõ ràng là game thủ Black đang có ý định là chém cho các game thủ bên phía Hà Nội chết ngay từ đầu. Tham Lai Play. Vâng, 18 dân như vậy là 30 đan của game thủ chán đời. Và Van Lớp cầm một con gì đó đánh với 27 nông dân. Cực kỳ bay dành cho game thủ Van Lớp. Phải chăng game thủ Van Lớp vẫn còn quá chủ quan sau những trận chiến thắng ngày hôm qua? Vâng, khinh vâng, có vẻ như anh hơi chủ quan khinh địch. Game thủ các game thủ bên phía Nghệ An cũng là những tay chém cực bay. Không phải gì đơn giản để cho anh đánh với một số lượng dân khủng khiếp được như vậy. Hay là phải chăng một trận đấu mà Van Lớp đã tìm ra được hốc và đã chui vào rồi. Nếu như thế thì game thủ Black hơi khó khăn để có thể công được nhà của Van Lớp. Van Lớp điểm số nó cực cao. Nhà này nhà của Hitty chăng? Thôi đúng rồi. Có lẽ là chỉ có Hitty Van Lớp mới có thể đánh nhiều dân được như vậy. Vâng, sóc 2L đều dành cho game thủ Black. Điểm số Van Lớp đang cao nhất bản đồ. Tôi không hiểu nổi vì sao khi mà anh vẫn còn chưa lên đời. Vẫn chưa lên đời 3 nhưng lại có điểm số cao nhất. Không hiểu nổi.
Nhà của Black à, nhà của Valorant thì những cái cơ sở làm ăn ở những bãi gô đã kín hết. Còn đây là game thủ No 1. Vâng, timeline chỉ còn là 20 trên 52. Dường như là một trận đấu mà em bé chém cực bay. Vâng, game thủ No 1 gặp Pa Miran. Anh phải cẩn thận những con cung đờ. Chỉ ít phút nữa thôi thì em bé sẽ nâng xong bánh xe và sẽ có những con cung đờ chơi vào những cái bãi gỗ này của game thủ No 1. Nhưng mà bây giờ thì các bạn có thể thấy em bé anh đánh không bo bế. Vâng, một pha đen lạc đà mẫu mực của game thủ No 1. Vừa đổi màu cái là nó lăn quay thằng này. Đúng kiểu bị trúng gió mà chết mất rồi. Hay do game thủ No 1 đang có những cái bài chơi theo kiểu là vâng ẩn bùa những con lạc đà mà đổi màu cái là chết ngay. Một bản hack mới của game thủ No 1 chăng? Chúng ta cùng chờ đợi. Timeline đang là 22 trên 56 và vẫn chưa ai công được gì vào nhà của Valorant. Valorant cầm Hitty. Nếu như mà để cho Valorant mà lên được nhiều cung R thì các game thủ bên phía Nghệ An sẽ không bao giờ có cửa. Bởi vì đơn giản Black cầm Minoan thì anh đã chơi cái bài đã quyết tâm chơi cái bài chém chém phũ rồi chứ không còn đánh cung A nữa. Tân cung R, hai tân cung R của game thủ Valorant. Vâng, các bạn có thể thấy kinh nghiệm của game thủ Valorant không thể tìm ra được BA của Valorant cho đến khi anh xin ra được hai tân cung R. Vâng, và với những con cung R chất lượng như Hitty thì rõ ràng là quá khó với những lạc đà của Minoan. Minoan lại là không nhiều và cũng không có gì tuyển cả. Chính vì thế mà sẽ không thể chống lại được sức mạnh tới từ những con lạc đà từ những con lạc đà Pamidan cũng như là những con cung đờ tuyển của Hitty. Một trận thi đấu hơi khó dành cho game thủ đến từ Nghệ An. Còn 24 trên 356 chính là timeline Katarian của game thủ No 1. Lạc đà không công không giáp, không hiểu anh định làm gì. Rõ ràng là Katarian thì không có một cái đơn vị quân gì cả. Châu L, vâng, phải chăng là Châu L? Con phù thủy và con lạc đà các bạn có thể thấy một pha khá hài hước. Timeline của No 1 đang là 26 trên 56. Vẫn chưa có một cái công nghệ gì dành cho những con lạc đà. Ít nhất thì anh phải nâng cái công chém cung đờ cho nó bay. Chứ bây giờ thì anh không có một cái công nghệ gì thế này. Làm sao mà chống được những con cung đờ của ET. Quá khó dành cho No 1. Black có lẽ đến bây giờ thì anh chết lâm sàng mất rồi. À không, Black vẫn là timeline 24 trên 56. Dân thì đang dạt đi lung tung khắp nơi. Được nhận 74 gỗ đến từ đồng đội. Vẫn có cái gì để chơi hay không? Resize luôn. Tỷ số là 3-2 trong trận đấu đầu tiên dành cho các cầu thủ đến từ Hà Nội. Như vậy là Valorant cầm Babylon. Vâng, Babylon thôi cũng là đủ để cho các game thủ bên phía Nghệ An sấp mặt trong trận thi đấu này rồi. Một trận thi đấu đánh phải nói là cực kỳ kinh nghiệm của game thủ Valorant, không thể tin nổi. Rõ ràng là không thể tìm ra được nhà BA của Valorant. Mặc dù Black đã lên đời rất sớm và đẩy ngọn giò cũng rất nhanh. Nhà Valorant một trận đấu không có rừng, nhưng anh đã thể hiện được cái khả năng cầm cung của mình.